Mối quan hệ hàng xóm láng giềng vẫn luôn là một trong những nét đẹp trong văn hóa người Việt. Với những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, giữa thời điểm dịch COVID-19 này, sự sẻ chia và giúp đỡ của chính những chủ nhà người Việt đã giúp họ cảm thấy cuộc sống trở nên ấm áp hơn. Hãy cùng chúng tôi ghé thăm một ngôi nhà nơi có những người bạn nước ngoài đang cùng sinh sống với một gia đình Việt Nam để xem cuộc sống của họ những ngày này có gì đặc biệt. Xin chào, chúng tôi là Dan Crowley và Reese Allison. Chúng tôi đang sống ở Việt Nam. Đây là cách chúng tôi bắt đầu một ngày mới trong thời gian này. Reese ơi! Dan ơi! Cùng sinh sống dưới một mái nhà đã hơn 8 tháng, nhưng chính nhờ khoảng thời gian giãn cách xã hội, Dan, Reese và gia đình chị Loan mới có cơ hội để thu hẹp những khác biệt về văn hóa. Tạm rời xa những sinh hoạt xã hội, họ học cách để trở thành một gia đình ngay từ chính mảnh sân nhỏ này. Đấy, nó là như thế. Đi lên đấy. Đúng. Đan đang học chơi cổ tướng với ông. Đang học, phải học nữa. Bóp. Ai này? Phải protégé. Ừ, đúng rồi. Thường thường là các bạn lại tối muộn lắm, về muộn hơn mình thì là cơ hội gặp nhau không mấy. Thế nhưng từ ngày mà tránh dịch ở nhà thì thấy vui hơn và hiểu nhau, nói chuyện dễ hơn. Nói chung là mình cũng coi các bạn như là con cháu trong nhà, cũng không phân biệt. Giữa thời điểm căng thẳng của dịch COVID-19, khi một số người nước ngoài đã có những trải nghiệm đáng tiếc về sự kỳ thị, thì cuộc sống tại gia đình đa quốc tịch này lại không có quá nhiều thay đổi. Gia đình ông đối xử với tôi rất tốt. Đó cũng là một trong những lý do khiến tôi lựa chọn tiếp tục ở lại đây, dù bố mẹ muốn tôi trở về Mỹ khi tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng hơn. Tôi hy vọng mình có thể trở thành một phần của gia đình. Nếu việc đó giống như đang leo một cái thang, thì tôi đã đi được nửa chặng đường để hiểu hơn về văn hóa và cuộc sống sinh hoạt của một gia đình Việt Nam. Bởi vì tôi không biết tiếng Việt, nên không thể tìm hiểu nhiều thông tin về tình hình dịch bệnh. Chính gia đình chị Loan đã giúp tôi rất nhiều trong việc đó. Thật tuyệt vì mọi người đang đồng lòng cùng nhau chống dịch. Không ra ngoài không có nghĩa là cuộc sống dừng lại. Chỉ cần bạn tiếp tục công việc của mình với tinh thần tích cực, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn.